tắt máy hả? Chết luôn hả? Gì kỳ vậy trời? Máy này hơi trực vô rồi. Chết đủ nữa. Tới công chuyện. Gì kỳ vậy? Chạy bò số 2 đi qua vậy mà nó cũng mắc lại nó lại thiệt chứ. Đi nó có đúng đâu. Ừ. Nó không có chạy nổi đâu mà. Máy gì đâu mà xuống lại nó bự không nổi gì hết trơn mà đất thịt á. Đây là bò 21 á, còn gì nữa. Chậm á, cỡ nào. Lùi nó mới đợi chạy tính qua này nè. Năm nữa. Chết luôn. Hôm đâu có tính chạy. Hình như có hai chiếc đầu loại chạy đó mà. Đấy, tôi chạy mấy đó đó. Gì hả? Cây mặt xây đó. Mặt xây với chiếc xương ra đó. Cháu không? Mặt xây đó, ngày 3 năm 7 này mua không gọi nó đâu. Xe đó chạy gần có 2 mét đó. Đường 357 này gió bẹt hà, chạy sao lại mặt xe 1552 được. Rẻ hơn, mặt xe lúc đó 400 mấy lần. Giờ còn 370 sớm. Đâu là đề thứ rồi. Thì em giật lên này đi vô cái ai. Trời ơi, trời chết luôn. Đã chụp cái này rồi tối nay đi nhậu. Chụp chụp nữa hả? Trời ơi trời. Thế về sao nó chạc được không chụp? Sớ hai tác rồi mất trời chụp cái nữa. Rồi vậy là vậy chứ không chụp mà sao nó chạy được. Má để con máy chết sao kéo lên nổi. Bấm vô e đầy thứ coi. Chết luôn. Dĩ đó không chịu chạy nó lại thiệt. Má này mới mua 14 triệu 13 triệu. Trung Quốc kia mà. Ừ. Trời. Nhức đầu thiệt anh em ơi. Đấu hơi luôn. Bỏ xuống cái mâm này giùm em luôn. Rồi rồi. Rồi. Hả? Dạ em trong kinh công điện á. Nghe con kinh bữa nay mấy ổng vô máy xới á. Nghe con kinh mấy ổng đem máy vô xới xong á. Mày mở phía bên kia. Coi, chắc không vượt đâu.
vậy đó mà lên cũng không nổi nữa. Dữ thiệt, ghê thiệt, trùng bô chà bá luôn. Dạ.